từ lần chạy thử nghiệm đầu tiên của tàu ngầm Trường Sa 01 trên một hồ nuôi cá thuộc khu công nghiệp Sông Trà ngày 28 tháng 3 năm 2014 đến cuộc thử nghiệm thành công trên biển của tàu ngầm Hoàng Sa mùng 2, mùng 3 tháng 7 năm 2016 là một khoảng thời gian rất ngắn đối với những nghiên cứu tìm tòi trong điều kiện cơ sở vật chất thô sơ, hạn hẹp cả về nhân lực và vật lực, nhưng lại là bước tiến dài trong việc làm chủ công nghệ chế tạo tàu ngầm của doanh nhân kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa. Cùng với niềm tự hào của ekip nghiên cứu và chế tạo tàu ngầm Hoàng Sa Nguyễn Quốc Hòa là bao nhiêu tình cảm của người hâm mộ dành cho ông và nhóm. Có fan hâm mộ đã dành tặng ông biệt danh ông tổ của ngành chế tạo tàu ngầm Việt Nam. Cho đến nay thì danh xưng đó có vẻ như hoàn toàn đúng. Tàu ngầm Hoàng Sa chắc chắn là nấc thang đầu tiên cho công nghệ chế tạo tàu ngầm Việt Nam trong tương lai không xa. Mọi lời nói đều không lột tả được cảm xúc và tình yêu đối với chiếc tàu ngầm, với đất nước và con người Việt Nam. Tự hào là một trong những người đã đồng hành, chia sẻ tinh thần cùng với kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa trong những ngày gian nan nhất. Winwin Việt Nam xin được trân trọng và hân hạnh giới thiệu những hình ảnh quý giá của tàu ngầm Hoàng Sa trên biển trong hai ngày mùng 2, mùng 3 tháng 7 năm 2016. Lâm thác gần treo leo trên đường xa, gian nan